Rồi xin chào anh em, buổi chiều ngày 13 tháng 3 ha. Thì hôm nay em đã tiếp tục lên cho anh em cái lô 14 cây, tiếp nối với cái lô buổi trưa á. Thì chiều hôm nay em lên cho anh em là bắt đầu từ con M20 và con cuối cùng với là con M33, là tổng cộng 14 cây nha anh em. Là gồm 13 cây cắt cỏ và một cây xịt thuốc ha. Anh em chốt hàng thì nhớ cái mã giùm em, bắt đầu từ M20 nha anh em và con cuối cùng là M33 ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì có Zalo ha. Hình thức mua bán bên em á, là bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha anh em. Thì ví dụ như anh em coi cái hàng trên này, anh em ưng, ví dụ như ưng mấy con máy hàng dưới anh em, thì anh em có thể xả cái clip đi, thả tới con máy anh em xem. Ví dụ như anh em muốn xem con máy 4 thì vậy đó, thì anh em có thể tua cái clip tới con máy 4 thì anh em xem ha, chứ không cần phải coi từ từ, nó sẽ rất mất thời gian. Máy ở đây thì nó gồm là 2 thì và 4 thì, cho nên là anh em nhớ máy 2 thì á, thì anh em xăng pha nhớt 2 thì giùm em với cái tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt. Còn máy 4 thì anh em đổ xăng ghi nhớt riêng giùm em nha. Nhớt thì nó nhớt 4 thì, nhớt xe Honda ha. Phụ tùng theo cho mình á, thì cắt cỏ sẽ là 6 món nha anh em, còn xịt thuốc sẽ là 3 món. Anh em chốt máy thì anh em nhớ cái phụ tùng theo để khi hàng đến anh em kiểm tra máy, kiểm tra phụ tùng giùm em luôn nha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em thì ở ngay chân chợ Trung Hưng luôn, hay gọi là chợ Ngã Tư á. Thì anh em ở xa tới thì cứ chạy tới chợ xong rồi gọi em sẽ ra đón mình ha. Rồi anh em xem clip nhớ cho em một nút like nha anh em và một nút đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con M20 nha. M20 con này là con Rubincock nha anh em. Nằm con này thì nó 30 ly 20cc nha. Tem này nó bị kiểu như nó bị hư á anh em, hư cái chụp giật zin bị hư á, cho nên gắn đỡ cái tem có thằng cũng là Rubin luôn, nhưng mà Rubin là 22. Thì cái tem này nó không đúng của nó. Nó thì nằm 30 ly 20cc nha anh em. Chụp giật con này là chụp giật trợ lực nha, trợ lực lò xo ống ha. Bình xăng con zin nè, bình xăng lớn zin mới nha anh em, bình xăng lớn đã thay mới. Con này thì được cái là nòng nhỏ anh em, máy là 30 ly rất là tiết kiệm xăng, mà nó chạy bình xăng con zin nữa thì bao lại xăng luôn. Cộng thêm con này á, là xăng nhớt luôn thì nó chỉ có khoảng 4 kg thôi, rất là nhẹ nhàng cho mình luôn ha. Rồi, máy dùng công tắc ắn nè, tấm liền tấm nhựa nha anh em. Tay đôi gai dữ ha, lắp đầu bò zin. Con này hình thức thì ok, ngon lành đó, chỉ có cái bình xăng lớn là mới thôi. Mà cũng may là cái bình xăng lớn là cái để chỉ chứa xăng thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới máy hết. Cho nên thì cái này là cũng coi như là nó không ảnh hưởng gì. À, nói chung là xài ngon lành thôi nè. Bình xăng con zin với lốc máy bình với bít tông đồ zin thấy ngon rồi, là chạy rất là tiết kiệm xăng ha. M20 giá 1,2 triệu nha. M21. Quá nhảy nổ luôn anh em, cái đầu tiên giật lên chưa có qua tôi là chạy luôn rồi. Quá trời nhảy nổ luôn ha. Đây là con Tanaka, máy là máy bugi đứng nha anh em. Chạy rất là khỏe mà đánh lửa cũng rất là tốt nên giật rất là nhảy nổ. Nòng con này 32 ly, 23cc. Con này bình xăng con với bình xăng lớn đã thay mới nha anh em. Hai cái này là cái đồ mới, còn lại lốc máy áo thì nó zin nha. Tum nó là tum liền, tum nhựa ha, theo máy cho mình luôn. Rồi tay đôi ga giữ, ga con này là ga hai chế độ nha. Vừa giữ vừa bóp luôn. Đây, ví dụ như anh em kéo cái này buông là tự động nó chảy về là như cái ga bóp. Còn anh em muốn kéo tới đâu nằm tới đó thì anh em kéo cái này vô. Đó thì nó kéo tới đâu nằm tới đó cho mình nè. Đó, ga gọi là ga hai chế độ nha. Rồi, công tắc đầy đủ cho mình, công tắc trên tay luôn nha anh em, rất là tiện. Cắn cỏ zin, đầu bò zin cho mình luôn ha. Rồi, con em M21 giá 1,3 triệu. M22. M22 cái này là con Makita, mã đó là M223 anh em. Mà cái đời của này là giống như thằng ở chỗ khủng long ăn cỏ nha. Tại vì cái tem là Makita cho nên là nó là Makita ha. Chứ kiểu dáng bên ngoài là máy móc đi gan không khác gì của thằng ở chỗ khủng long ăn cỏ nha anh em. Cái này nòng 32 ly, 23cc ha. Cái vỏ nòng rất là mới, ốc chân nòng cũng còn mới tinh luôn nha anh em. Đây,
rất là đẹp luôn ha. Đó. Con này bình xăng con thì nó là hai kim mới nha, bình xăng lớn là bình zin cho mình nè, áo là áo sắt bao xài không sợ bể vỡ nha anh em, tôm nó là tôm gời tôm nhôm luôn. Đây anh em tháo bốn chân ốc này ra là anh em lấy cái đầu máy gời được rồi ha. Rồi máy dùng công tắc ấn này nha anh em, công tắc này là công tắc zin của nó luôn. Rồi tay đôi zin ga giữ lắp đôi bò zin nha anh em. Con này chắn cỏ bể thì hàng đi em sẽ tặng kèm thêm cho anh em một cái chắn cỏ mới nữa ha. M22 giá 1,4 triệu anh em. Con này được cái cắt cỏ cho bò ăn được nè, mà anh em có thể là bơm nước tưới tiêu luôn, rất là khỏe ha. Rồi M23. M23 con này là con Mitsubishi T130 nha anh em. Nòng của nó là 32 ly, 23cc ha. Đời con này thì nó giống như của thằng Mitsubishi T140 á. Có cái khác là con này nó áo nhôm nha anh em, còn Mitsubishi T140 nó áo nhựa, hai thằng nó chung đời thôi. Thì cái này được cái là áo sắt thì nó giống như thằng Echo khủng long ăn cỏ này nè, là nó xài anh em không sợ bị vỡ nè. Ví dụ như có gì đó gớt hoặc là máy nó gớt xuống mớp méo thì anh em nắng lên anh em xài tiếp, nó rất là tiện. 32 ly, 23cc nhưng mà đời này chạy rất là khỏe nè, cực kỳ khỏe luôn, xăng khoai nhớt đầy đủ là bao anh em xài 10 năm luôn. Đời này nha anh em, có khách xài rồi người ta báo nha, ta nói với em luôn, đời này khách người ta mua đúng 10 năm luôn nha anh em. Người ta mua mới cái một con 170 á, để người ta công suất nó lớn anh em, còn 110 này người ta vẫn xài được nhưng mà công suất nó không đủ á, xài đúng 15 luôn nha anh em, rất là khỏe mà cũng rất là bền. Cái này bình xăng con thì hai kim mới anh em, bình xăng lớn thì nó bình zin nè, công tắc máy nằm đây ha, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở, có chữ on off đây. Tôm con này hiện là tôm gời tôm nhôm nha. Tôm thì anh em chỉ việc tháo bốn ốc này ra là anh em lấy cái đầu máy gời ra, gắn xịt thuốc hay là chế cháo gì đều được ha. Tay đôi ga giữ nha anh em. M23 giá 1,4 triệu. M24. M24 con này là con Tanaka hai chống nha anh em. Con này zin hết luôn nè. Hình thức thì đó ao hết trơn luôn. Áo đỏ mà cái tâm nó cũng đồ đỏ luôn ha. Zin hết luôn nha anh em. Quá đẹp. Rồi con này nòng 32 ly nha, 23cc. Được cái là dòng Tanaka hai chống này nổ rất là giòn anh em. Tiếng máy rất là bốc. Ở dưới nó có hai cái chân chống nè. Đây, giúp cho bình xăng mình nó không khỏi đất nha anh em. Đó, giúp cho máy của mình nó vững luôn nha. Khi mà anh em để đất á thì giúp cho con máy của mình nó vững ha. Suzuki máy nằm đây nha anh em. 161196 ha. Bộ trắng tươi luôn. Đó. Áo đồ ao nha anh em, không có bị nắm khói luôn nha, cũng không có bị bể vỡ đâu hết trơn ha. Bình xăng con zin luôn nè, bình xăng lớn là bình zin luôn nha anh em. Tôm đèn tôm nhựa ha, con này cái áo tới cái tôm đều là một màu luôn, màu đỏ không luôn nha, nó chơi một màu một luôn nha anh em. Rồi máy dùng cầm tắc ấn, tay đôi ga giữ ha, lắp chắn cỏ đầu bò đều zin hết luôn nha anh em. Con này zin cho anh em nguyên bản 100% luôn, xăng nhớt luôn thì con này nó khoảng 4,8 rồi, cũng khá là nhẹ, chưa tới 5kg. M24 ha, giá 1,450. M25. M25 là con này là con Isaki, đời là có thằng Kawasaki nha anh em. TG24 ha, nòng 32 ly, 23cc. Đời này được cái là nó rẻ anh em mà chạy rất là bền nha. Nó giống như mấy cái đời của thằng Komatsu nè, hoặc là mấy thằng Shinawa đó, giá rất rẻ luôn anh em mà chạy siêu bền luôn ha. Với lại Mitsubishi T130-40 rồi đó. Này bình xăng con zin anh em, xăng con ra ngang quanh gồ nè. Đây ha, bình xăng lớn con này cũng là bình zin cho mình luôn. Tôm của nó là tôm liền tôm nhôm nha. Con này thì nó chơi một màu một luôn, màu xanh luôn nha anh em. Áo xanh mà tôm cũng màu xanh luôn. Công tắc gặt lên mở xuống tắt ha. Cầm cũng là nước sơn zin, trắng cỏ cũng là zin luôn nha anh em. Con này chơi một màu một tông sạc tông màu xanh không luôn. Và con này nguyên bản cho mình hết 100% nha. Đây tên máy đây ha. Ủa này cô T gửi 23 ha. Nòng 32 ly, 23cc.
cái đầu thì nói TG, cái đầu suy nghĩ TG anh em, mà cái miệng thì nói TG24 anh em, nhiều khi nó quen á, nó quen miệng anh em. Con này là con TG23 ha, 32 ly 23 cc, thông cảm anh em, nhiều khi like nhiều quá rồi quen á, quen cái miệng rồi nói với nó quen, anh em thông cảm giùm em ha. Rồi M25 giá 1.450.000, con này là con TGX23 nha anh em, cũng là cái đời của thằng Kawasaki luôn. Tiếp theo con M26. TG26 con này là con Hitachi Echo anh em. Con này thì nó kiểu giống như thằng dâu trắng vậy đó. Nhưng mà cái tem để là Hitachi cho nên là gọi là Hitachi ha. Nồng 33 ly, con này 24 cc. Chụp giật trợ lực lớn luôn nha anh em, trợ lực thiều nè, bự chà bạ luôn. Bình xăng con zin đẹp nha anh em. Ủa bình xăng con mới anh em, bình xăng lớn bình zin đẹp nè. Ốc nồng là bao anh em đẹp, nồng cũng đẹp luôn nha, nồng trắng tươi luôn. Đây, quá đẹp luôn ha. Tại vì bình xăng con zin con này nó giật nó chậm nổ lắm anh em. Xăng nó qua không được ngọt nên là ở đây bên em thay bình xăng con mới luôn ha. Đây, bình xăng lớn rất đẹp luôn nha. Mới tinh luôn. Chân chống bình xăng đầy đủ luôn nha. Ở bình xăng còn mới chát luôn nè, còn rất là mới luôn ha. Tôm con này thì nó là tôm liền tôm nhôm nha. Nước sơn là bao anh em chưa rớt luôn nè. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi tay đôi gai dữ ha. Công tắc thì nó nằm trên tay nha anh em. Ấn theo mũi tên xuống là tắt nè, hướng ngược lên là mở. Trắng cỏ zin, đầu bò zin cho mình luôn ha. Con này màu cam rất là tươi mà cái màu cũng còn rất là sáng luôn nha. M26 giá 1.550.000. M27. M27 con này cũng là Hitachi anh em, đời cũng là thằng chú trắng nè. Nó là chú gen đó anh em. Này 32 ly 23 cc ha. Tem láp để là Hitachi cho nên mình gọi là Hitachi nha anh em. Chứ đúng câu nói nó gọi là Echo gen đó nha anh em. Con này thì cũng là chụp giật lực lớn à, cho là cái hiệu bự luôn. Đây, ổ chà bá luôn ha. Bình xăng con ra ngang, bình xăng con zin anh em. Bình xăng lớn cũng là bình zin luôn. Con này thì mặt phía trước nó hơi bị nắm hơi nha anh em. Hơi bị nắm hơi. Được cái là nó liền lạc không bị vỡ nè. Cái vỏ nòng cũng còn đẹp lắm nha, còn mới tinh nè. Bình xăng lớn thì bao anh em như mới luôn, cực kỳ đẹp luôn ha. Ở bình xăng con quanh gò, bình xăng con zin nha anh em. Tôm nó là tôm liền tôm nhựa ha. Đây, theo máy luôn nha anh em. Cái màu hường nhìn cũng rất là đẹp ha, rất là ấn tượng. Rồi tay đôi gai dữ nha, công tắc máy cũng nằm trên tay luôn nè, một kiểu một giống như thằng bên đây luôn nha anh em. Trắng cỏ đầu bò cũng là zin theo máy cho mình luôn. Con này hình thức bên ngoài nó không có được đẹp anh em, nó hơi bị nắm khối đẹp xíu, nhưng mà bù lại là hình thức con này hiện nguyên zin nguyên bản hết, không bị thay thế gì ha. M27 giá 1.500.000 nha. M28. Rất nhẹ nhàng tình cảm luôn nha anh em. Con này cái tem để là Ryobi nhưng đời của nó đời Mitsu nha anh em. Đời Mitsu là Mitsu TOE 21 ha. Đây. Đó, Suzuki máy còn nha anh em. Suzuki con này là 002870 ha. Đời sản xuất là đời 2018 nha anh em. Tháng 4 2018 nè, nó còn mã QR luôn. Nó con này nồng 31 ly 21 cc. Bô là trắng tươi luôn nè, ốc còn mới chát luôn anh em. Đây, quá đẹp luôn ha. Vỏ nồng đây. Con này thì chụp giật trợ lực nha anh em, trợ lực lò sóng nha, giật cũng khá là nhẹ nhàng, anh em thấy giật rất là nhẹ. Đây. Đổ rất là giòn luôn nha anh em. Đó, cam ti rất là sướng luôn ha. Bình xăng lớn của mình zin còn trắng đẹp luôn nha. Cái cao su là còn bao anh em dày dặn còn mấy khí đâu nè. Bám chắc rất là tốt ha. Rồi con này thì ra bóp nha. Công tắc nằm trên đây luôn. Tay đơn nha anh em. Láp là chưa chạy miếng nào nè. Tay má còn nguyên si, trắng cỏ cũng là nguyên si luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em, cực kỳ mới luôn ha. Rồi M28 giá 1.500.000 nha anh em. Trong lốc thì nó có dập chữ Mitsubishi luôn nha, có cái hương hiệu của Mitsu nè. Đó, M28 giá 1.500.000 ha. M29.
M29 là con Maru 23 anh em, nồng 32 ly, 23cc ha. Con này thì chụp về trợ lực anh em, trợ lực lò xo. Đặc biệt cái nữa là ga bóp của tay nghe tự động nha anh em, nghe tự động nè, đóng nghe lên ra là tự động nó nhảy nó mở luôn nha anh em. Con này hiện tại đang dùng là bộ ga bóp phanh xe nha, bóp nhã nha anh em. Bình xăng con zin đây, xăng con ga ngang con gò ha, bình xăng lớn cũng là bình zin luôn. Đó, cao su thì còn dày dặn cho mình luôn nè. Lốc có thì có giặt mắt in nha băng. Đặc biệt của con này á thì nó là tum gời, tum nhôm, tum 260 luôn. Anh em cần cái đầu ghiên thì anh em việc là tháo cái đầu háo bóp này ra nè, là anh em lấy cái đầu máy gời anh em xài gas xịt thuốc hay là chế cháo gì cũng được. Công tắc ắn ha. Rồi, tay đôi anh em, cái bóp nha. Trắng cỏ, láp đồ bò đầy đủ cho mình hết luôn. Con này thì Maru thì được cái là chạy nó thứ nhất nó đầm máy nè, nó không gung, thứ hai chạy gắt thì tiết kiệm xăng. Cái thứ ba của nó hay ở chỗ là phụ tùng sau này thay thế rất là dễ nè ha. M29 giá 1.6 triệu nha. Con này thì giống như là khi mà hàng bãi về nó bị cái đầu nó bị cắm xuống nè, bây giờ nó hơi chạy chạy chỗ này ha. Này nó hơi xước chỗ này xíu. Rồi, M30. M30 con này là con máy 4 thì duy nhất của lô ngày hôm nay anh em. Này là Makita ha. Nếu mà tính theo 2 thì nó nồng nó khoảng 35 ly, nó 26cc. Còn 4 thì thường tính ngựa anh em, tính HP á thì nó 1 ngựa 1, 1,1 HP là nó bằng với thằng gửi 25 nha. Con này bình xăng con zin nha anh em, bình xăng con quanh gồ nè. Còn bình lớn bình chứa xăng này anh em là nó đã thay mới rồi nha, bị bể anh em, bây giờ thay mới. Còn cái bình nhỏ bên đây nè là cái bình chứa nhớt 4 thì anh em, nhớt xe Honda ha. Tum con này thì nó là tum liền tum nhôm nha. Đây, mẫu còn đầy đủ nè. Tem mát còn cho mình luôn nha. Máy thì nó dùng công tắc ấn nha anh em, chân chống đầy đủ nha. Đây, chân chống bình xăng đầy đủ cho mình luôn nè ha. Tay đôi ga giữ anh em, láp còn tem trắng cỏ zin, đầu bò zin cho mình luôn. Đây, láp tem đầy đủ cho mình luôn ha. Nước sơn đồ tem mát đồ còn dính trên láp luôn nha anh em. M30 giá 1.950.000 luôn ha. Rồi, tiếp theo con M31. Quá đã anh em, nghe cái tiếng nó cũng lạ nữa ha. Này con Sinewa mã của nó là 1026. Con này đời 4 số anh em, đời mới của con Sinewa nha. Đời nó khoảng là tầm 2019 2020 ha, đời rất là mới. Nồng 34 ly, 26cc nha. Con này thì chụp giật trợ lực nữa nè, trợ lực lò sóng nè, tem mát còn nguyên si luôn. Chưa bị chóc luôn ha. Bình xăng con zin, bình xăng lớn của bình zin luôn nha anh em. Bình xăng này như chưa đổ xăng luôn nè. Cực kỳ mới, cực kỳ sáng luôn ha. Nó quá đẹp, bô thì còn trắng phiếu luôn nè. Trong lốc thì nó có cái miếng nhựa anh em để chặn đá này kia nó giăng vô lốc nha. Tem mát còn, số xe ghi máy còn luôn. 5501547 nè, tem mát in như băng còn đầy đủ luôn. Công tắc ấn ha. Tum của nó là tum lì tum nhôm nha anh em, nước sơn còn nguyên si. Nó có thêm một cái lớp ngoài để bảo vệ nước sơn tum anh em. Áo là bao anh em đỏ ao từ trước ra sau luôn nha. Quá đẹp, bô cũng vậy luôn nè ha. Ốp eo zin còn chữ Sinewa cho mình luôn. Rồi, tay đôi ga giữ anh em. Láp zin, trắng cỏ zin, đầu bò zin cho mình luôn. Quá vip quá đẹp luôn nha. M31 giá là 2.1 triệu nha. M32. M32 con này là con đeo lưng nha anh em, Komatsu, mã là BK2210, nồng 32 ly, 22cc. Con này thì nó phù hợp cho anh em dùng gia đình cắt cỏ ít ít nhỏ này kia rồi đó. Còn cắt cỏ to thì anh em cắt bằng lưỡi, cỏ to cỏ như cỏ cây sậy anh em ha. Tem mát còn như mình nè, mát in như băng còn luôn. Bình xăng con zin nha anh em, quanh gồ nè. Bình xăng con hệ của nó luôn ha. Bình xăng lớn của nó bình zin còn sáng lắm nha anh em. Bô thì còn trắng tươi nè ha. Tum nó là tum liền tum nhôm nha. Nước sơn chưa gớt cái nào luôn nè. Quá đẹp luôn ha. Rồi, ga nè, công tắc, tay lái, láp, trắng cỏ, đầu bò zin. Ồ, láp tem còn mới quá nha anh em. Đây,
còn mới tinh luôn nè ha, tay mắt dây băng rồi còn đầy đủ cho mình luôn. Ốp lưng có nha, thiếu dây đeo thì hàng đi em sẽ bổ sung dây đeo đầy đủ cho mình luôn. M32 giá 1.500.000 nha. M33 quá mạnh luôn anh em kìa, nước ra rất là mạnh luôn nha. Đó, đầu nước ra anh em, cực kỳ khỏe luôn ha, quá đã luôn. Găm ti rồi anh em, găm ti nước ra nè, quá vip. Găm ti mà nước ra hơi bị dữ luôn á, mạnh giả mang luôn, siêu khủng hết nước luôn. Mới cầm hết nước luôn. M33 này là con Maru nha anh em. Con này thì mã của nó là CS15EMA. Trời ơi mã gì lượm hết trơn. Nồng thì nó giống như của thằng cắt cỏ anh em, 32 ly 23cc ha. Chụp giật chạy lực luôn nha. Chạy lực lớn rồi nè anh em. Bình xăng con, bình xăng lớn đều zin. Bình xăng lớn thì nó còn cái gòn giữ nắp bình xăng, nó còn cái tem nữa nè. Còn hai thứ cùng một cái máy mới luôn nha anh em. Hai cái máy mới là nó có đủ hai cái này luôn. Đó. Bình xăng con zin này anh em. Thấy không? Con này bình xăng là như chưa xài luôn anh em, bởi vì nó còn hai cái gòn như là cái tem nữa nè. Quá đẹp. Bơm quạt ha, nhưng mà nước ra rất là mạnh. Nếu anh em xài tầm 4 bét, 5 bét là vô tư nha anh em. Bình xăng trắng tươi nè. Ga, công tắc đầy đủ. Thơm của này thì thùng 15 lít nha anh em. Ốp lưng dây đeo nè, mới tinh luôn ha, như chưa xài luôn nè. Quá đẹp, thùng mới chát luôn. Đó, đây tem nè anh em. Cực kỳ mới luôn ha. Quá đẹp luôn. Rồi, M33 giá 1.700.000 nha anh em. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em 0917414042 ha. Chào tất cả anh em.